Một thông tin vui cho nhà nông khi mà cuối năm nhiều loại trái cây rau quả được mùa được giá, dự báo sẽ cho thu nhập tốt trong giai đoạn này. Ớt, thanh long, dứa là những loại rau quả đang cho lãi lớn ở các vùng trồng của đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng hơn một tháng nay, nhiều nông dân trồng ớt ở tỉnh Tiền Giang, Long An hay Đồng Tháp vui mừng vì đang trong vụ thu hoạch nhưng giá vẫn cao. Tại tỉnh Tiền Giang, từ đầu tháng tới nay giá ớt ở mức cao khoảng 32 đến 35.000 đồng một kg, trong khi chỉ khoảng 20.000 đồng một kg là nông dân có lãi khá. Thời điểm này, người trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp hay Long An cũng đang vui mừng vì giá ớt tăng cao do xuất khẩu đi Hàn Quốc, Singapore thuận lợi. Thời điểm này, mặc dù đang cuối vụ chính, nhưng giá thanh long tại tỉnh Tiền Giang đang rất cao. Tại huyện Chợ Gạo, vùng chuyên canh trồng thanh long lớn nhất tỉnh Tiền Giang, thương lái hiện thu mua tại vựa với giá 42.000 đồng 1 kg loại 1, 37.000 đồng 1 kg loại 2, 32.000 đồng 1 kg loại 3, 23.000 đồng 1 kg loại 4. Riêng thanh long ruột trắng có giá từ 14 đến 16.000 đồng 1 kg. Nhìn chung giá đã cao gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm trước. Với giá này, nông dân vùng chuyên canh thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng 1 hecta. Những ngày này, nông dân vùng chuyên canh dứa huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang trúng mùa bội thu với khoảng 17.000 ha, năng suất bình quân 20,5 tấn một ha, sản lượng khoảng 250.000 tấn quả. Từ đầu năm đến nay, giá dứa luôn ở mức từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng một kg, cao gần gấp đôi năm trước. Với giá này, mỗi ha dứa, nông dân lãi ròng khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân giá dứa tăng trở lại là do một số vùng nguyên liệu trồng dứa của các tỉnh như Hậu Giang, Kiên Giang đã thu hoạch gần hết, nguồn cung cạn dần trong khi nhu cầu thị trường vẫn rất cao. Như quý vị khán giả đã biết, trước đây phần lớn người trồng dưa hấu đều sản xuất theo lối truyền thống, đó là trồng thả lan ở trên mặt đất. Ngày nay thì một số nông dân đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ kết hợp với leo giàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phóng sự sau đây ghi nhận cách trồng dưa độc đáo và đặc biệt hiệu quả tại tỉnh An Giang. 3.000 m2 dưa hấu leo giàn của anh Nguyễn Thành Phước ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang chuyển sang từ đất trồng lúa kém hiệu quả. Để thực hiện mô hình này, anh Phước đào rãnh lên liếp, mặt đất ruộng dưa cũng phải phủ bạt nhằm quản lý tốt cỏ dại. Dù dưa hấu leo giàn trái không to bằng trái trồng dưới đất, nhưng bù lại số lượng cây dưa được trồng chung trên một diện tích sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó cũng tăng sản lượng. Với những hiệu quả bước đầu mang lại, trong mùa vụ tới, anh Nguyễn Thành Phước sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này. Trước là tôi trồng dưa hấu bồ lan, nhưng bây giờ kết hợp là dưa hấu là trồng leo giàn thì hiệu quả kinh tế đạt rất cao. Dưa hấu bồ lan thì chỉ được có 2.500 cây, còn bây giờ thì tôi cho leo giàn là 3.000 cây. Còn đây là mô hình trồng dưa hấu không hạt thả giàn trong nhà lưới của ông Nguyễn Công Quyền ở xã Vĩnh Thành. Do đã thành công trong 3 vụ trước đó, cả về năng suất cũng như chất lượng. Với phương pháp trồng hiện đại, cộng thêm sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ nông nghiệp, nên dưa hấu ít sâu bệnh hại, trái đẹp, an toàn thực phẩm. Do đó được thương lái hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay đầu vụ với giá từ 8.000 đồng một kg. Thì so sánh ở ngoài với trong thì trong đây thì chắc đạt hơn rồi, tại vì mình lên vàng nữa, rồi mình làm nhà lưới nữa thì sâu đồ này nó ít hơn, ít ảnh hưởng hơn gió mưa rồi nó cũng ít hơn nữa. Sản lượng thì chắc đạt hơn năm rồi, chắc cũng cỡ 8 tấn, 8 tấn trên 8 tấn á. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy việc áp dụng trồng dưa hấu trong nhà lưới vừa giúp che chắn mưa nắng, vừa ngăn côn trùng xâm nhập và có thể trồng từ 3 đến 4 vụ một năm, trong khi trồng ngoài trời chỉ được 2 vụ một năm. Nhờ trồng dưa trong nhà lưới và thả trái trên giàn nên giảm được 60% số lần phun xịt sâu dày mỗi vụ, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân. Trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ nhân rộng mô hình, tại vì trên địa bàn của xã Vĩnh Thành thì cũng có những cái mô hình chuyển đổi trồng dưa hấu cũng như là bầu bí, thì sắp tới sẽ nhờ các cấp để hỗ trợ những cái mô hình cho địa phương, ví dụ như trồng trong nhà lưới để cho nó an toàn và hiệu quả hơn. Mô hình trồng dưa hấu leo giàn tuy không mới nhưng mô hình này đảm bảo trồng dưa mùa nắng hay mưa đều phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh, dưa sạch, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Trở lại với các diễn biến của thị trường. Thưa quý vị, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương ước tính xuất khẩu hạt điều trong tháng 11 đạt 65.000 tấn, trị giá là 358 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu hạt điều nước ta ước đạt 582.000 tấn, trị giá 3,31 tỷ đô, tăng hơn 23% về lượng và tăng hơn 17% về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Ước tính giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam trong tháng 11 đạt mức 5.512 đô la Mỹ một tấn. Lũy kế 11 tháng năm nay, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam
đạt gần 5.700 đô la Mỹ một tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất hạt điều của Việt Nam 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên là một thị trường mua tích cực. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê chế biến đã tăng mạnh trong tháng 10, đạt hơn 87,5 triệu đô la Mỹ, tăng tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 10 tháng năm nay thì xuất khẩu cà phê chế biến đã đạt hơn 692 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 2,45 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, xuất khẩu cà phê Arabica 10 tháng đạt 35,5 nghìn tấn, trị giá gần 140 triệu đô la Mỹ. Hiện thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là EU, tiếp đến là Mỹ và Nhật Bản. Tuy xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc chưa chiếm tỷ trọng cao, song nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang quan tâm tới thị trường này bởi Trung Quốc có tốc độ nhập khẩu cà phê tăng bình quân hơn 25% một năm. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vừa cho biết các thủ đoạn lừa đảo đang tiếp tục diễn ra một cách tinh vi trên phạm vi toàn cầu. Gần đây, có nhà xuất khẩu Việt Nam đã bị đối tác mạo danh có địa chỉ tại Canada lấy mất hàng trăm tấn hàng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang đi vào suy thoái, thì diễn biến tội phạm mạng xuyên biên giới sẽ ngày càng phổ biến và tinh vi phức tạp. Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với khách hàng quốc tế, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam liên tục khuyến cáo và đề nghị các nhà xuất khẩu trước khi giao dịch phải thực hiện nhiều bước như xác minh đối tác, xác minh ngân hàng, yêu cầu ngân hàng Việt Nam giúp xác minh địa chỉ gửi chứng từ với ngân hàng đối tác trước khi gửi chứng từ qua dịch vụ vận chuyển bưu phẩm và tài liệu. Xác minh chặt chẽ các điều khoản hợp đồng, trong đó có lưu ý yêu cầu đặt cọc và hình thức thanh toán an toàn, có tính đến mức độ rủi ro của thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó là nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thương mại quốc tế cho đội ngũ nhân sự, tận dụng các hệ thống thông tin trợ giúp từ Bộ Công Thương, Đại sứ quán và thương vụ các hiệp hội. Trong những năm qua, hoạt động tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hướng đến nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Thực tế cho thấy là vấn đề này ngày càng được các nhà nước cũng như là doanh nghiệp quan tâm, không chỉ trong hoạt động kinh doanh trong nước mà còn đối với hoạt động xuất khẩu, đặc biệt đối với những thị trường có quy định và tiêu chuẩn cao về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điển hình như là tại thị trường Hoa Kỳ. Quyền sở hữu trí tuệ có tính chất lãnh thổ, được bảo hộ theo quốc gia, lãnh thổ. Đối với doanh nghiệp khi triển khai các hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, cần quan tâm đến các hoạt động cụ thể để đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ tại những thị trường đó. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái. Trong quá trình đăng ký thương hiệu tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý đến phạm vi đăng ký của sản phẩm. Hay nói cách khác, chiến lược nhãn hiệu của doanh nghiệp phải phù hợp, đồng bộ với chiến lược kinh doanh và những quy định của pháp luật về thương hiệu của đất nước sở tại khi đăng ký nhãn hiệu. Nhiều tiền lệ đáng tiếc đã từng xảy ra như bị thu hồi lại nhãn hiệu đã được đăng ký vì lý do chậm triển khai sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp doanh nghiệp bị doanh nghiệp khác đánh cắp thương hiệu đã đăng ký hợp pháp tại thị trường nước ngoài, các cơ quan chức năng sẽ có những hỗ trợ về thông tin để giúp doanh nghiệp tiến hành các hoạt động pháp lý để thực thi quyền bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu và phục hồi quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp tại những thị trường này. Để chủ động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các công ty thực hiện các chính sách nội bộ mạnh mẽ, tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương và sử dụng công nghệ để giám sát và phát hiện vi phạm.